chỉ ba huyệt hết ngay, đau đầu, khó ngủ, thiếu máu não. Đặc biệt cô chú tuổi trung niên là chúng ta thường xuyên bị mất ngủ về đêm, chúng ta rất dễ bị căng thẳng. Do vậy, mỗi tối trước khi đi ngủ hãy xoa ba huyệt sau nhé. Huyệt số 1 đầu tiên đó là huyệt thái dương ở vị trí vùng trán chúng ta, sát lông mày sang hai bên một chút, chúng ta cảm thấy hơi một cái hõm hõm ở đây đúng không nào? Chúng ta thể sử dụng ngón cái hoặc là ngón trỏ và ngón giữa. Ví dụ khi ba bị vướng cái kính của mình thì sẽ sử dụng ngón cái. Chúng ta hít đầy một hơi này. Chúng ta thở ra rồi xoay tròn một vòng, hai vòng, ba vòng, dừng lại. Hít vào đầy hơi, thở ra xoay tròn huyệt thái dương ba vòng. Chúng ta cảm thấy rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Mọi người có thể lúc mà ấn ấy, sẽ hơi tức tức nhẹ một chút, nhưng mà nó giúp chúng ta máu huyết lưu thông thoải mái hơn và giải tỏa cơn đau đầu cực là nhanh nhá. Chúng ta có thể thực hiện từ 6 cho đến 8 hơi thở. Nhớ nhá, nếu vướng kính như kia ba thì sử dụng ngón cái và xoay đều, hoặc sử dụng ngón trỏ ngón giữa nếu mà không bị vướng kính như thế này. Rồi sang huyệt số 2, đó là huyệt phong chỉ. Huyệt phong chỉ chúng ta có thể kiểm tra ở phần sau gáy, dưới chân tóc chúng ta, ở hai bên cổ sẽ có một cái hõm ở đây này, và sờ đây này, thì sử dụng ngón cái nhá, sử dụng ngón cái đặt vào huyệt phong chỉ, hít đầy một hơi nào, thở ra chúng ta xoay tròn ba vòng, có thể xoay rộng ra một chút được, ba vòng, rồi giữ lại, giữ nguyên, hít lại một hơi, thở ra chúng ta có thể miết xuống dưới, dọc theo sống cổ 3 lần. Chúng ta đan tay lại lực cho nó khỏe hơn. Sau đó rồi lại lặp lại, hít vào, thở ra, dây huyệt phong trì 3 vòng. Rồi dừng, hít vào, thở ra, vuốt xuống dưới 1 2 3. Huyệt này không chỉ giúp chúng ta cân bằng, thư giãn hơn, giải tỏa đau đầu, mà còn giúp chúng ta giải tỏa sự giảm bớt tình trạng đau vai gáy, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Thế thì trước khi mà sử dụng cái này, chúng ta có thể xoa thêm một ít dầu xoa bóp nhá, để cho nó làm nóng vùng cổ lên, làm chúng ta giải tỏa cơn đau vai gáy tốt hơn. Và huyệt số 3 là các huyệt ở trên lòng bàn chân. Chúng ta sử dụng khuỷu tay và day các cái lòng bàn chân. Khuyến khích cô chú anh chị các bạn nên ngâm chân bằng nước nóng buổi tối, sẽ giúp chúng ta giãn cơ và giúp ta kích hoạt các vị trí bị bó tức ở lòng bàn chân. Chúng ta sẽ day rất là dễ chịu đúng không? Day các ngón chân. Chúng ta có thể day trong khoảng từ 30 giây cho đến 45 giây, và sau đó đổi chân với chân còn lại. Vì vậy thì đây là ba huyệt vô cùng tuyệt vời cho sức khỏe, không chỉ giúp chúng ta ngủ ngon, thư giãn hơn, còn phòng ngừa rất nhiều các bệnh lý khác nhau. Cô chú anh chị các bạn nhớ lưu lại, chúng ta thực hiện thường xuyên mỗi tối nhé. Và hẹn lại mọi người những chia sẻ kiến thức sức khỏe tiếp theo. Xin chào.